Hôm nay chú Ali sẽ giới thiệu đến các bé một bài tập rất là quen thuộc của chúng ta, có tên là push up chống đẩy dành cho các bé. Chúng mình cùng quan sát chú Ali thực hiện nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ chống hai tay xuống đến sàn như thế này. Sau đó quắp hai chân vào với nhau. Mình sẽ đưa người xuống, đẩy người lên, đưa người xuống, sau đó đẩy người lên, đưa người xuống tiếp theo và đẩy người lên. Bài tập chống đẩy thì rất là tốt cho phần cơ tay của chúng ta cũng như là cơ vai của chúng ta. Các bé hãy nhờ ba mẹ ghi lưu lại và gửi vào cộng đồng Cha Mẹ Hạnh Phúc của Vizy Việt Nam để nhận những phần quà hết sức là giá trị. Và chúng ta nhớ thực hiện hàng ngày nhé. Xin cảm ơn ba mẹ và các bé.